Mỗi một tỷ tế bào nó có cái bộ nhớ riêng của nó, có cái sinh hoạt riêng của nó. Và anh là một cái cộng đồng mượn 600 tỷ tế bào đó, 600 tỷ công dân đó để mà sống. Anh không có quyền làm thương tổn nó. Anh làm thương tổn nó là anh sát sanh. Nhưng một giây anh nổi sân, bà xã anh đem cơm lên, anh thấy khó chịu tại vì cơm này nó hẩm, nó lạnh. Và anh có cái kỳ vọng là vợ tôi nó phải biết điều chứ, tôi đi làm mệt nó phải cho tôi ăn cơm nóng canh ngọt, đằng này nó cho cơm hẩm, cơm nguội mà lại không có màu sắc, không có mùi vị gì hết, nhạt nhẽo như thế này. Tức là tâm sân. Anh không có trách nhưng mà anh buồn. Buồn đó là tâm sân. Cái cường độ nó thấp thôi. Còn khi mà anh vỗ bàn, anh la lối là quá rồi. Thô tháo là khác. Còn này anh là cái người có học, anh đè nén xuống. Anh cảm thấy buồn, tủi thân, tôi làm tiền nuôi cả gia đình. Bây giờ bà cho tôi ăn kiểu như cho ăn heo ăn này. Tâm sân, cường độ thấp. Đức Phật dạy, trong một giây, nếu quý vị nổi tâm sân, quý vị giết 3 triệu tế bào não. Trong một giây, nổi tâm sân, giết 3 triệu tế bào não. Tức là sát sanh cái gì? Mong phải sát sanh một con mà sát sanh 3 triệu con. Cho nên nhân quả đó rõ ràng, tiếp tục tái sanh ân oán. Cho nên tham và sân là quan trọng. Tu được hai cái đó mới gọi là giải thoát. Ta còn ưa cảnh giới này, ta còn ưa cái nhà, ta còn ưa cái này cái kia đủ thứ, ta còn ưa chồng, ưa vợ. Người tu thì nhìn rất rõ, chẳng qua vì oan trái, nợ nần kiếp trước, lỡ ký hợp đồng, kiếp này thanh lý hợp đồng đi. Không. Nhiều ông không những không thanh lý hợp đồng mà ký thêm hợp đồng mới. Phải không? Tạo thêm oan trái. Có vợ rồi không chịu lo trả nợ, còn kiếm thêm vợ nhỏ nữa. Để rồi. Tức là ký thêm hợp đồng nữa. Rồi cái nào là nhân, cái nào là quả. À, và cứ như thế sanh tử luân hồi. Tự mình tạo ra cảnh giới. Rồi tự mình sanh tử luân hồi. Thế thì rút lại. Tu đúng 6 pháp. Vẫn chứng A-la-hán, vẫn chứng vào dòng thánh. Chứng tư đạo hoàn 7 lần tái sanh thôi. Và Đức Phật nói rất rõ, khi đã chứng tư đạo hoàn là đóng 4 đường ác đạo. Ngạ quỷ, A-tu-la không bao giờ bắt bước vào. Vĩnh viễn, chấm dứt. Chỉ có thể sanh ra làm người, giàu có, phong lưu, đẹp. Người ta tu được. Và bây giờ ở bên Miến, bên Thái Lan, người ta cũng tu được. Cho tới thời này nè, mới cách đây chừng 10 năm nè, có hai vị thượng thủ nữ. Sư ưa thích nói nữ để cho quý vị đừng có mặc cảm mình là nữ, và để cảnh giác người nam chớ coi thường nữ. Hai vị nữ lưu, một người ở bên Miến, một người ở bên Thái Lan, chứng là A-la-hán. Các vị đó là thầy dạy của các vị tăng. Các ông tu thiền mà bí tới mấy bà nói cái này nó làm sao. Mấy bà chỉ cho, tại mấy bà chứng rồi mấy bà biết, đi qua rồi mấy bà biết, đắng cay ngọt bùi mấy bà chỉ. Đấy. Và có một vị nữ lưu người Miến chứng A-la-hán rồi, và thầy dạy của một vị đại sư Việt Nam ở bên Mỹ. Ngài tu, ngài bí, ngài tưởng là tẩu hỏa nhập ma rồi, tới gặp bà chỉ cho. Và bây giờ đó, ở thiền viện của ngài đại sư ở bên Mỹ, là ngài khắc một cái tượng đồng, ngài làm cái tượng đồng của bà để ngay trước cổng để nhớ ơn. Nhờ bà mà tôi giải thoát. Có nghĩa là sao? Người nữ tu được. Có chồng, có vợ, có con vẫn tu được. Không phải là không tu được. Cái cảnh giới ở trong tâm á, chứ không phải cảnh giới bên ngoài. Nếu mình nhận rõ vì oan trái, vì duyên nợ, để rồi kết hợp với nhau sống. Và mình nhận biết rằng cái tâm của mình nó đang tham đắm, tham sân lúc nào cũng có. Ông nói một câu mà mình không vừa ý, thì mình nổi sân, buồn chứ.
buồn là sân đấy. Mà khi mình nhớ rằng khi tôi nổi sân là tôi giết 3 triệu tế bào não, tôi là kẻ sát sanh, thì thôi không có sân nữa. Đức Phật dạy cái pháp tu mà giỏi nhất đó là tu như đất, tu cái hạnh của đất. Có mèo nó đạp lên đất, đất không bao giờ phản đối. Ta tu như vậy đó. Bất cứ ai mắng chửi, nói cái gì ta cũng không phản đối, hoan hỷ. Đất á, tu như đất. Ta tu như vậy mới có sự thành tựu, mới có sự giải thoát. Tại vì nó tới cái chỗ không còn chấp là người đó là người thân hay người sơ. Tại sao người hàng xóm nó chửi mình, nó đứng xa xa nó chửi, mình không có buồn. Mà ông xã ông chửi mình buồn. Cũng câu đó. Thí dụ nè, ông nói đồ ngu. Cái thằng hàng xóm lạ quá, nó chỉ vào mình, nó nói đồ ngu. Mình cười, mình về nhà. Nhưng mà ông xã mình ông chỉ, đồ ngu. Nổ sung lên liền, tại sao vậy? Tại vì có tôi, ông xã là của tôi. Có cái kỳ vọng, có cái tiêu chuẩn mà mình đã nghĩ là nó như thế. Mà mình quên rằng các pháp vô thường nó không có thật. Mình chấp thủ có mình, có quy định. Cho nên cái gì nó trái là mình đau khổ. Vậy đau khổ là sanh, mà tiếp tục tái sanh. Kiếp này á, ông nghĩ ông là chồng, ông nói tôi không có dám nói gì hết, tôi giữ trong bụng. Rồi kiếp sau ông biết. Kinh sách chép nè, kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con. Kiếp này ông là chồng, ông mắng chửi tôi không làm gì ông được. Kiếp sau ông làm con tôi rồi ông biết tôi. Mấy ông nhớ nha, thương vợ cho nhiều, kiếp sau làm con bà, rồi biết bà. Bây giờ mắng chửi đã đi, kiếp sau sách roi quất. Kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con, chuyện nó xảy ra hoài. Kinh sách chép ra rất nhiều. Năm 2002, sư tổ chức khóa tu 30 ngày ở Houston, Texas, ở bên Mỹ. Có khoảng chừng 47-48 người tu thôi. Nhưng mà tu miên mật 30 ngày là ở trong đó không điện thoại, không liên lạc với ai, không nhà. Sáng là 2 giờ thực hành tới 10 giờ đêm. Có một đứa thanh niên khoảng 28-29 tuổi, nó là người chia bài ở trong sòng casino ở bên New York. Nó tới nó xin tu. Sư mới nói, anh có nhịn đói được không? Nó nói con nhịn được, con nghe pháp sư giảng rồi con quyết là hạ thủ sanh tử luân hồi. Sư nói được rồi, cho anh nhịn đói. Nhịn 28 ngày và hành trì đúng. Tới đêm 28 nó gõ cửa, nói sư phụ, 10 giờ đêm nó gõ cửa, hỏi gì, giờ này ta nghỉ ngơi rồi. Không, con muốn thưa sư phụ, mà nước mắt nó rớt ra. Sư kêu đóng cửa phòng lại, cho nó vô, nó ngồi, nó quỳ, nó nói. Nói thưa sư phụ, con nghe lời ngài dạy, bây giờ con vào được sơ thiền. Con thấy, sư hỏi thấy gì, mình cũng tò mò, sư đâu có để ý đâu. Nó nói con thấy được quá khứ, con thấy tiền kiếp. Nhà con ở đâu, cha ở đâu, mẹ ở đâu, con tên gì, con sống như thế nào và con chết như thế nào, con thấy rất rõ. Nó thấy, nó nói trong một sát na thôi, trong một giây thôi, con thấy rất rõ như cuốn phim ấy, nó quay rất nhanh mà con thấy rất rõ nhà cửa ở đâu, tên tuổi ở đâu, cha mẹ ở đâu. Đang ngồi thiền thấy, vì nó vào sơ thiền, chứng sơ thiền rồi thấy, tâm nó mở. Nhưng mà nó nói như thế này, nhưng mà cái điều con thấy rõ là cái người vợ con đang sống có 2 đứa con, tiền kiếp là mẹ ruột con. Bây giờ không thế nào con quay trở về để con sống với cái người đàn bà đó được, vì con biết người đàn bà chính là mẹ ruột con trong kiếp trước. Đau lòng quá sư phụ, con không thể nào con làm được cái chuyện đó. Thôi bây giờ con thấy nó khổ quá rồi, không thể tưởng tượng được. Sư phụ giúp cho con đi tu. Và sư gửi ông đi Thái Lan. Hiện giờ ông đang tu bên Thái Lan. Cứ một năm sư gọi điện thoại hỏi thăm mấy ông sư ở đó. Mấy ông nói chưa từng thấy ở trên thế gian này có ông sư nào mà tu như ông này. Ông tu miên mật, tu sống tu chết mà. Mấy ông kia hỏi sư tại sao vậy. Sư đâu có dám nói chuyện riêng của người ta.
Nhưng mà điều đó nó có nghĩa gì? Khi nào ta thấy cái khổ, ta mới tu được. Ta chưa thấy cái khổ, ta không tu nổi. Còn vợ, còn chồng mà chừng nào ta thấy nó đảo lộn, kiếp này vợ, vợ, chồng, chồng, kiếp sau mẹ, mẹ, con, kiếp này là người, kiếp sau là chó, là mèo, là rắn, là chuột, ta thấy cái khổ đó, ta tu mới nổi. Đấy, ta mới tự tạo cho mình cái cảnh giới. Ở trong nội tâm, lúc nào cũng soi trong nội tâm, tạo nên cảnh giới để mà tu, ta mới tu nổi. Đấy. Cho nên tất cả những nghi thức thế gian, cúng tế lại, quý vị đừng có mong ở trong chùa có Phật. Có tượng Phật thì có. Mà tượng Phật có phải Phật không? Nếu tượng Phật là Phật thì quý vị xin đi, sẽ có. Xin này xin kia có chứ. Mà tượng Phật là tượng Phật, quý vị đều biết. Thế chẳng khác nào chúng ta đang dối gạt mình, tự mình dối gạt mình. Tụng kinh mong cầu là được thanh tịnh, lễ Phật mong cầu được thanh tịnh, cúng dường mấy ông sư mong cầu được phước, là giống như quý vị đang làm cái trò chơi là thoa phấn son trên mặt, đi ra đường cho nó lịch sự một chút, mà về nhà rửa mặt rồi thì nó y nguyên, nó không có thay đổi gì được hết. Nếu mặt rỗ mà có thoa phấn son cho nữa nó cũng rỗ, nó không có hết. Mà tham sân si rồi không thể nào thoa phấn son mà hết. Cho nên cúng lễ là nghi thức thế gian vẫn cần làm, nhưng mà đừng có mê. In kinh xây chùa vẫn làm, nhưng mà đừng có mê. Có đủ duyên thì làm, không phải cố. Mà đừng có mong cầu làm những việc ấy để đưa tới giải thoát. Giải thoát giống như trong bài kinh hồi nãy sư nói, vua trời tới hỏi Đức Thế Tôn, khi nào bay ra khỏi cái vũ trụ? Đức Thế Tôn, vũ trụ, nói vũ trụ nằm ngay trong cái tâm thức của ông. Tức là khi nào ông ngừng không suy nghĩ nữa, thì là ông chấm dứt sanh tử luân hồi. Ông còn suy nghĩ là cái dòng tư tưởng còn tạo năng lượng. Vẽ củi thêm thì lửa cháy tiếp, tiếp tục sanh tử luân hồi. Dừng suy nghĩ, dừng bạch suy nghĩ. Khó lắm quý vị. Tại vì nó cứ nghĩ hoài, hay nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà như vậy không có khó, không có nghĩa là không có cách làm. Phật dạy trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ, Phật dạy rất rõ cách làm như thế nào để ngừng tư tưởng. Và chỉ có ngừng mới chứng được vào dòng thánh Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Hãy chứng được Tư Đà Hoàn thì đóng bốn đường ác đạo, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, A-tu-la, không còn tái sanh nữa. Và không còn đau khổ nữa. Thí dụ như quý vị đã chứng được Tư Đà Hoàn, dẫu là cư sĩ, ông xã ông la cái cười thôi, biết đây là nhân duyên, cái tâm nó dậy rồi, nó trong sáng lắm, nhìn nó biết đây là nhân duyên, ông la vì ông đang sân, cho nên tránh né đừng làm cho ông nổi sân. Và thường thường á, sư đều hướng dẫn quý vị là cư sĩ có một cái câu thần chú. Quý vị muốn học câu thần chú không? Không. Câu thần chú này rất là vi diệu. Và sư mượn câu thần chú này để chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Ông xã ông la, em xin lỗi chồng, em sai rồi, em xin lỗi chồng. Con đã la mình, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Dẫu là mình trúng, mình cũng nói mình sai. Và mình sẵn sàng xin lỗi. Xin lỗi là cách đứt oan trái. Kể từ nay trở về sau, không còn oan trái nữa. Và mình làm được như vậy, thì cái tâm từ mình nó lại phát triển. Ông xã mà ông la mình, mình thương ông. Thương thực sự luôn. Tại vì ông la vậy, ông sân thì ông sẽ bị đọa. Cho nên tôi xin lỗi để ông không có sân nữa. Ông phạm tội sát. Ông sân là ông giết 3 triệu tế bào não, tội nghiệp ông. Tôi đi lên niết bàn mà ông xuống địa ngục, tôi cũng đâu có vui. Thì thôi, tôi xin lỗi. Em xin lỗi chồng, em sai rồi. Mà khi mình nói mình sai rồi, là mình đã phá được cái ngã. Vì tôi phá được cái ngã thân kiến, tôi mới nói được cái câu là tôi sai rồi.
dẫu là mình nói mình thấy mình trúng, tức là theo cái kiến chấp, theo cái mặc định, theo cái định kiến là mình nói cái đó là đúng, mà ông chồng là sai. Nhưng bây giờ đó mình phá được cái định kiến, phá được thân kiến thì mình chứng quả tự đầu hoàn. Đức Phật quy định rất rõ, phá được thân kiến chứng tự đầu hoàn. Quý vị cứ dùng câu thần chú đó, mà tới lúc nào tự nhiên nó bừng tỉnh ra thì quý vị vào tự đầu hoàn thôi. Không cần ngồi thiền, không cần cúng dường, không cần tụng kinh. Ông xã nói cái gì? Em sai rồi, em xin lỗi chồng. Con nói cái gì? Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Bảo đảm quý vị gia đình hạnh phúc. Tại vì con nó càm ràm tới lần thứ 5, nó vừa mới sắp sửa nói cái gì nó biết. Mẹ rồi cũng nói câu đó nữa. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Con biết mà, mẹ nói tới 5 lần rồi, lần thứ 6 mẹ cũng nói câu đó thôi. Và tự nhiên nó nguội, nó không muốn nói nữa. Nó không muốn tranh chấp. Mà nó không muốn tranh chấp thì không có lửa khói trong gia đình. Mà ngay trong tâm nó trở thành hiền. Vì nó không nói. Tức là chánh ngữ, chánh niệm, chánh kiến. Mình giúp cho nó tu tập bát chánh đạo đấy. Và chính mình tu cái hạnh của đất, phá được thân kiến. Quý vị tập đi, quý vị sẽ thấy mầu nhiệm của nó. Thường thường ấy, quý vị đi làm trong nhà nước hay làm hãng xưởng, một tháng 30 ngày phải làm cẩn thận, làm nhiều việc, cuối tháng mới lãnh lương phải không? Lãnh lương thì cái thời gian lãnh lương là bao lâu? 2 phút. Lên ký cái tên, cái lấy cái bao thư có tiền trong đó, phải không? Cái việc tu tập nó cũng vậy. Có nhiều khi quý vị tu tập 2 năm trời, ai nói cái gì cũng xin lỗi. Nhưng mà tới lúc quý vị lãnh lương, búng móng tay là xong. Chứng tự đầu hoàn. Nó vô hồi nào không biết. Lãnh lương. Nếu siêng năng làm, thì mình rút ngắn thời gian hợp đồng. Mà nếu làm biến thì thời gian kéo dài. Cái chỗ mà tái sinh đó, so với lại luân hồi đó, thì mình phải hiểu đúng là trạng thái tâm không tái sinh, chứ không phải là không tái sinh, đúng không sư? Không, mà không tái sinh tuyệt luôn. Tại vì trạng thái tâm không tái sinh nó nhàm chán thì nó không quay trở lại. Tại sao có về nhà? Tại vì cái tâm nó còn ở nhà, nó còn ưa thích cảnh giới đó. Cũng như ta còn ưa thích cảnh giới này nè, màu sắc âm thanh ánh sáng. Và ta phản ứng lại những sự rung động một cách vô thức. Ta thấy cái bông đẹp, tự nhiên ta khởi tâm thức ưa thích là vô thức. Ta ngửi cái mùi thối, cái ta chịu không được là tâm sân nổi lên, là phản ứng vô thức. Nếu ta nhận biết rằng ta, trong thùng ta, trong bụng ta có cái thùng phân rồi, thì cái mùi cục phân bên ngoài nó thối, ta không có cảm giác. Nhưng vẫn cảm nhận cái mùi đó đúng không? Cảm nhận nhưng mà không phản ứng. Không sanh lên. Bình thản. Như vậy thì không tái sanh vậy thì ở đâu sao? Tại vì nếu ta không ta phản ứng thì nó không còn năng lượng. Dạ. Mà nếu không còn năng lượng thì không có tái sanh. Không tái sanh thì ra đó là trạng thái để Phật gọi là niết bàn. Theo con hiểu giống như là có một cái trạng thái mà trường hợp mà tu tiên á sư, thì cùng lắm là trường sinh. Trường sinh rồi cũng có một cái giai đoạn phải trở về với hỗn độn. Theo con đúng vậy. Tới cái hiểu là giai đoạn trở về với hỗn độn á, là một giai đoạn cuối rồi cục. Tại vì nếu như mình nó không tái sinh thì nó bị mâu thuẫn với từ vô thường. Không. Khi tâm mình vô thường là gì? Vô thường không phải là một định luật. Nếu mình hiểu rằng vô thường là một định luật, tức là cái gì nó cũng thay đổi là không đúng. Cái khái niệm chứ không phải là định luật. Khái niệm về vô thường, vô ngã, khổ là khái niệm ở trong Phật học Phật đặt ra để cho chúng sanh nhàm chán sự dính mắc. Mà khi mình nhàm chán rồi thì nó có công thức à. Nhàm chán thì ly tham thì đoạn diệt thì giải thoát. Mình phải nhàm chán thì mình mới ly tham được. Mình không thể nào ly tham mà mình không có nhàm chán. Tôi chán chiếc xe đó rồi tôi không muốn đi nữa. Tôi chán cái nhà đó tôi không muốn ở nữa. Tôi chán cái chùa đó tôi không muốn tới nữa. Cho nên phải nhàm chán mới ly tham, rồi mới đoạn diệt, mới giải thoát. Thế thì cái trạng thái của tâm á, là nếu mình còn tác động, còn phản ứng thì còn tạo năng lượng, và Phật gọi là thêm củi thêm lửa cháy tiếp. Tức là cái dòng tư tưởng mình nhận biết
mình theo nó, nhưng mà mình không có cản nó, mình không có tác động lên nó. Và hễ mình có tác động là luôn luôn có tham có sân. Tư tưởng thiện thì mình thích là có tham, tư tưởng bất thiện mình không thích là có sân. Tham sân đều có thì tiếp tục tái sân. Tái sân là một trạng thái phản ứng của nội tâm và tạo thêm năng lượng để tiếp tục đi bước nữa. Nó đã chuẩn bị ngay từ bây giờ này để cho kiếp sau rồi. Còn nếu bây giờ ta không phản ứng, nó không có năng lượng, thì những cái gì cũ còn đó, nó cháy hết thôi. Nguyên tắc đó, khi ngồi thiền đó, là đóng mắt tai mũi lại. Mà Đức Phật đó, sau khi Ngài chứng đắc, Ngài nói những sự rung động qua mắt tai mũi lưỡi qua thân đó, trong một giây đó, là 17.460 tỷ cái sự rung động. Nó nhanh kinh khủng lắm. Cho nên nó nhiều lúc thí dụ sư dơ cái tay vậy, quý vị nói cái tay nó dơ, không phải. Nó là 1 tỷ cái hình tính nó chụp lại ở trong cái con mắt của mình đó, nó ghi lại. Rồi mình nhanh quá thì mình nghĩ là cái tay nó di động. Nhưng mà ở đây đều có những bức hình con mắt nó ghi và nó ráp lại. Thế thì khi mà chúng ta đóng mắt tai mũi lại thì chúng ta đã không còn tiếp nhận 17.460 tỷ cái sự rung động ấy nữa. Mà cái tâm của chúng ta nó cần năng lượng để sống. Không có, nó chết thì nó lấy cái năng lượng ở đâu? Nó lấy năng lượng ở từ tiềm thức. Những cái gì ghi nhớ buồn vui á, nó giống như cái mắt mình nhìn này, tai nghe này, tức là nội tâm. Thay vì mình không lấy ngoài nữa, đóng cửa bên ngoài không vô thì bên trong nó trồi lên. Cho nên ngồi thiền lâu á, nhớ nhà, nhớ thương, cái gì nó trồi lên hết, những hình ảnh quá khứ trồi lên. Nó tạo nên sự rung động. Và có sự rung động đó, cái tâm nó mới sống được. Cái tâm sống thì con người mới sống được. Và khi nó cứ tiếp tục đốt cháy như vậy, ở ngoài không thêm, ở trong đốt cháy thì còn gì nữa không? Cuối cùng nếu mà ta siêng năng, ta tu tập đó, thì nó đốt cháy hết. Nó hết không còn gì nữa. Và Đức Phật nói, người ấy gánh nặng đã đặt xuống. Tức là không còn cái gì để gánh nữa. Mà gánh nặng đặt xuống thì là chứng A-la-hán. A-la-hán là cái vị không còn cái gì để gánh nữa. Còn ta gánh phiền não, gánh thương nhớ, ghét buồn vui đủ các thứ. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên trạng thái của Niết Bàn đó, là trạng thái mà ở nơi ấy ta không còn tạo tác nơi tâm nữa. Ta nhìn thấy cục phân, ta biết đó là cục phân. Biết chứ sao biết. Nhưng mà ta không ghê. Ta không có tởm nữa. Tại vì ta biết trong bụng ta cũng có cục phân. Hằng ngày ấy, sư chùi cầu tư ấy, sau khi toilet xong ấy, sư chùi, quý vị biết chùi làm sao không? Sư lấy cái miếng mốt giống như là người ta rửa chén ấy, mềm mềm ấy, nó vuông vuông nè, đổ cái chất xanh xanh lên, hóa chất, tay cầm chùi, tay không á, không có bao da, không có bao gì hết, mới có cảm giác, chứ mình bao mình không có cảm giác. Chùi, chùi trong chùi ngoài, rồi chùi luôn xuống dưới cái vũng nước á. Lúc đầu á, nó nghe ghê. Nhưng mà sao mình nói, ủa mình của mình nhất quá ai? Chùi xuống 5-3 lần rồi nó quen, nó thuần thục, cảm giác nó không có nữa. Mình thấy bình thường. Và ở vào cái chỗ bình thường đó, mình cân đối cái nhìn của mình. Thấy cục phân bên ngoài, mình không có tởm, tại vì cục phân trong mình nó cũng thế. Và khi mình thấy được như vậy hàng ngày, mình biết mình là cái thùng phân. Người ta chửi mình đâu có buồn, cục phục không lẽ thùng phân buồn. Người ta nói, cô xấu, tôi biết rồi, tôi là cái thùng phân, đâu có buồn. Còn bây giờ đó, mình nghĩ mình đẹp, về cái người ta chơi xấu mình buồn. Tại vì mình có đặt một cái tiêu chuẩn, tiếng Anh nó gọi là expectation đó. Mình không gặp cái expectation đó là mình khó chịu, gọi là tâm sân. Tức là năng lượng mình đóng bớt mắt tai mũi, bớt nghe, bớt nhìn, bớt ngửi, bớt nếm thì củi hết, bên trong nó cháy đi thì nó không còn tái sanh nữa. Tại sao mình tái sanh? Tại vì mình muốn tái sanh, mình còn khao khát tái sanh. Tại sao tôi về nhà? Tại vì tôi muốn về nhà. Còn mấy ông sư này cũng vậy nè, hỏi tại sao ông nói chưa? Tại vì ông muốn nói chưa. Ông tu cho giỏi kiếp sau ông cũng là hòa thượng rồi, ông tiếp tục ông tái sanh nữa. Chỉ khi nào theo như Đức Phật, ba y một bát, đi lang thang không chùa, sư ở trên núi như sư quen này,
Ôm mình bác đi khất thực vậy thôi, không giữ của cải, không tiền bạc. Ở đây rất nhiều người cúng dường, cúng nhiều sư bỏ ở trong cái chuông đó rồi, cái là ở trong ban hộ tự trả tiền điện tiền nước xuống, có biết có ăn không có thôi. Người ta nói sư ông là cúng dường thì ăn, không cúng dường thì nhịn, không buồn phiền, không quan tâm, không thắc mắc. Tại vì những cái thứ ấy là vô thường. Vô thường không có nghĩa là không có. Vô thường để nhàm chán, nó là một khái niệm, chứ nó không phải là công thức, nó không phải là định luật. Người ta hiểu lầm cái chỗ Phật dạy, Phật nói vô thường khổ vô não, vô ngã. Người ta nghĩ cái đó là định luật. Không, Phật không có chủ đích nói đâu. Phật dùng cái đó là phương tiện để cho ta nhàm chán cái sự dính mắc. Ta dính mắc nhiều quá, dính mắc vào cái thân, dính mắc vào cái nhà, dính mắc vào tiền, dính mắc vào vợ chồng, con cái, đủ các thứ. Ta nói rằng các thứ này có, đó là cảnh giới, để rồi ta tiếp tục tái sanh. Mà muốn thoát ra cái đó thì phải chán đó. Mà muốn nhàm chán nó thì Phật nói, nó là vô thường con ơi. Mà nó vô thường thì dẫn tới khổ đau. Chồng tôi mà ông chết thì tôi khổ, tại vì tôi không thấy cái lẽ vô thường. Chứ nếu tôi biết nó là vô thường, ổng phải chết và tôi cũng phải chết thì có gì đâu khổ. Mà khi tôi hiểu được như vậy, tôi luôn luôn nhớ được như vậy thì có tuệ giác. Cái biết đấy chính là tuệ giác. Mà cái tuệ giác giúp cho mình bớt đau khổ. Tuệ giác càng cao, sự đau khổ càng giảm. Và khi mình biết các thứ đều là đồ giả thì mình không có dính mắc nữa, thì coi như mình không thích đi về cái chỗ này nữa thì không còn tái sanh nữa. Nhưng mà khi không muốn chỗ này thì cái tâm nó lại sanh khởi. Có chỗ nào sướng hơn không? Là sanh thiên. Vì mình cố tu tập, mình sẽ sanh thiên. Mà thiên thì cũng có cái thời hạn rồi cũng rớt. Cho nên chỉ khi nào nói mấy đồ này toàn đồ giả, đồ vẽ ra từ nơi tâm, gọi là tâm thức biến hiện, thì lúc đó đi luôn. Tại vì nó cái tâm nó không có dính nữa. Không chồng, không vợ, không nhà, không cửa, không con, không thầy, không trò. Toàn là đóng phim. Phim tập. Khi tôi sinh ra làm con thì cái vai trò trong phim là có hiếu với cha mẹ. Thế thôi. Và khi tôi lớn lên, tôi đi theo chồng thì tôi quên cha mẹ. Không có khi nào mà ôm cha mẹ đi theo chồng đâu. Cái tâm á, chứ xưng nói cái thân, có thể ở lâu lâu gửi tiền về cho cha mẹ hay là gửi quà cho mẹ, nhưng mà cái tâm á, lúc nào nó cũng nhớ tới chồng, nó quên cha mẹ. Đàn ông cũng như đàn bà, lúc còn nhỏ thương cha thương mẹ dữ lắm, mà lúc lớn lên lấy vợ, tới ngày nghĩ tới vợ, em ăn cái gì, em ngủ ở đâu, em có khỏe không. Có giờ mà gọi điện thoại ngày 24 tiếng hồ, mẹ ơi mẹ có ăn chưa? Không, lúc có vợ rồi chỉ nghĩ tới vợ thôi. Cái tâm á, tại sao nó huân tu qua mắt tai mũi lưỡi? Và chính cái đó làm cho mình lang thang và tiếp tục tái sanh. Tại mình ưa thích thì mình tái sanh thôi. Mình thích tái sanh thì mình tái sanh chứ đâu có ai ép. Phật nói rất rõ, tự mình chọn cho mình cảnh giới, tự mình chọn cho mình tái sanh. Mà Phật cũng chỉ cho mình cái cách để mình đi ra khỏi, tại vì Ngài đã đi ra khỏi rồi, Ngài chỉ mình. Còn cái chuyện mình có làm hay không nữa thì thôi. Bà La Môn lại hỏi Đức Thế Tôn, giáo lý của Ngài như thế, tại sao trong tăng đoàn có người chứng A-la-hán, có người không? Đức Phật nói, ta đâu có giấu cái gì, ta nói Niết Bàn là như thế này, con đường đi tới Niết Bàn là như thế này. Nhưng mà tăng chứng của ta có người, nó nghe rồi nó siêng năng, nó tu, rồi nó chứng A-la-hán, nó tới Niết Bàn. Có người nó không chịu tu, nó chỉ nghe thôi, thì nó không chứng được, ta làm gì được nó. Phật tử Việt Nam có một cái bệnh rất là nặng, 99% ưa thích nghe chứ không thích hành. Hành trì không thích, thích nghe, chỗ nào có giảng tới nghe. Nhưng mà nó hành trì tu đi không chịu tu, mà nghe không nó không ích lợi gì hết á. Nghe là anh bánh vẽ. Chừng nào hành trì mới là anh bánh thiệt. Tức là cảm nhận đau khổ buồn vui. Ngồi thiền đi, ngồi 3 tiếng hồ thấy nó đau gối đau mông, rồi mới biết cái sân nó như thế nào, rồi mình mới biết cách mình chuyển hóa cái sân.
mà mình chuyển hóa được thường xuyên rồi thì trong đời sống hàng ngày ai nói gì mình chỉ cười, tại mình cái sân đó mình gặp lại mà ngồi thiền đau quá, mình khống lãnh nó được, cai trị nó được, chuyển hóa nó được. Đấy, thì thay đổi lối sống. Rồi có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có chúng ta nghỉ. Rồi giờ sau đây quý vị về nhà phải không? Sư, con làm rõ cái ý này một xíu. Nói đi. Có nghĩa là theo như con nghĩ giờ con nghe thì có nghĩa là ví dụ như là mình ngồi ở đây đi thì thật ra mỗi cái sát na qua thì mình cũng đã phát sinh rồi. Đúng vậy. Dạ, cho nên là chính vì vậy thì cái nếu mà cái gọi là không tái sinh đó thì phải chăng nó là giống như một là tập khí hay là cái trạng thái hiểu về cái việc là không dính mắc á, để cứ đến cái cảnh nào thì cũng chỉ lướt qua và không có tụ lại một cái cảnh nào đó. Cái đó cũng đúng một phần thôi. Con chim nó bay ngang dòng sông, nó đâu có ý muốn là lưu lại cái bóng nó trên dòng sông, nhưng mà người đứng ở trên bờ nhìn thấy rõ ràng cái bóng con chim bay trên dòng sông.